Toyota Rush SUV 7 chỗ rẻ nhất thị trường. Cần một chiếc xe có thể chở cả gia đình trong khi khả năng kinh tế có hạn, khách hàng chắc chắn không thể không lưu tâm đến Toyota Rush. Dịch bệnh tạm thời lắng xuống, việc đi lại cũng trở nên dễ dàng hơn. Đây cũng là lúc nhiều gia đình bắt đầu nghĩ đến việc sắm ô tô riêng để di chuyển một cách an toàn trong trạng thái bình thường mới. Lý do bởi khi sở hữu ô tô, cả gia đình sẽ có một không gian riêng khi di chuyển, không phải lo nguy cơ có thể mắc bệnh khi đi các loại phương tiện công cộng. Dù vậy, với đa số người Việt Nam, việc có đủ khả năng kinh tế để sắm được một chiếc ô tô là điều không hề dễ dàng. Càng khó hơn khi mục tiêu hướng tới lại là một chiếc xe có thể chở cả gia đình đông người, vừa kinh tế, hiệu quả và độ an toàn, giá trị bán lại cao. Tuy nhiên, khó không có nghĩa là không thể và Toyota Rush được xem là sự lựa chọn phù hợp, an toàn cho cả gia đình về mọi mặt. Điều đầu tiên khi nghĩ về Toyota Rush là một chiếc xe rộng rãi. Vì là xe 7 chỗ nên Toyota Rush có thể chở cả gia đình đông người, bỏ qua nỗi lo phải ngồi chung phương tiện với người ngoài, tăng nguy cơ có thể bị lây nhiễm bệnh. Bên cạnh đó, cũng giống với các mẫu xe anh em trong đại gia đình Toyota tại Việt Nam, nội thất Toyota Rush rất rộng rãi, thoáng đãng. Theo đánh giá, không gian nội thất của Toyota Rush đủ chỗ cho 7 người lớn ngồi thoải mái, không tạo cảm giác mệt mỏi trên mọi hành trình dù dài hay ngắn. Thêm vào đó, Toyota Rush cũng được xem là mẫu xe an toàn hàng đầu phân khúc hiện nay khi được chấm điểm an toàn 5 sao ASEAN NCAP. Sự an toàn hàng đầu cũng là điều mà Toyota Việt Nam đang hướng tới trên toàn bộ các mẫu xe bán ra tại Việt Nam. Toyota Rush sở hữu hàng loạt tính năng an toàn gồm: 6 túi khí, chống bó cứng phanh, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, ổn định thân xe điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, đèn báo phanh khẩn cấp camera lùi và cảm biến lùi. Bên cạnh những lợi điểm về an toàn, Toyota Rush cũng được coi là mẫu xe thú vị, thực dụng. Điểm đầu tiên và cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa Toyota Rush và các mẫu xe đối thủ cùng phân khúc nằm ở chỗ. Tuy mang hình dáng MPV nhưng Rush lại là một chiếc SUV chính hiệu nên đã được thiết kế khung built-in ladder frame, chịu lực vạn xoắn tốt hơn khi di chuyển trên cung đường xấu. Đồng thời tiếng ồn từ lốp truyền tới khoang lái cũng ít hơn. Bên cạnh đó, Việc sở hữu hệ thống treo sau đa điểm cũng là thứ ăn tiền trên Toyota Rush, khiến chiếc xe trở nên đầm chắc hơn trong mọi tình huống. Điều này khác với các đối thủ khi chỉ được trang bị thanh dầm chịu xoắn, thường chỉ được trang bị trên xe compact hoặc sedan đô thị. Bên cạnh đó khoảng sáng gầm xe cũng cao hơn, đạt tới 220cm tương đương với các mẫu SUV khiến Rush có thể vượt địa hình khó một cách dễ hơn. Khả năng lội nước của xe lên tới 60cm cũng là một lợi thế. Tiếp đến, Nhờ vào sử dụng hệ dẫn động cầu sau, tuy chỉ được trang bị động cơ 1.5L để tiết kiệm nhiên liệu song Toyota Rush không hề yếu. Hệ dẫn động cầu sau giúp xe có lực đẩy tốt khi lên dốc và tải được nặng hơn. Cuối cùng, do là một chiếc xe thuộc thương hiệu Toyota nên Rush cũng được đánh giá cao ở sự bền bỉ, ít hỏng vặt, chi phí sử dụng thấp cũng như được giá hơn khi bán lại. SUV 7 chỗ có giá thấp nhất thị trường ô tô Việt nhằm tạo điều kiện tốt nhất để khách hàng có thể dễ dàng hơn trong việc sở hữu Toyota Rush, trong tháng 11 năm 2021, Toyota Việt Nam chính thức triển khai chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ cho mẫu xe. Cụ thể, khách hàng mua Toyota Rush trong tháng 11 sẽ được hỗ trợ lệ phí trước bạ lên tới 30 triệu đồng. Điều này giúp giá xe trên thực tế khách hàng thanh toán chỉ 604 triệu đồng thay vì 634 triệu đồng như giá niêm yết. Với giá bán thực tế như vậy, Toyota Rush là mẫu SUV 7 chỗ có giá bán thấp nhất tại Việt Nam. Trong khi bình thường để sở hữu một chiếc SUV 7 chỗ, khách hàng thường phải bỏ ra số tiền thấp nhất khoảng gần 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, để gia tăng thêm giá trị cho khách hàng sở hữu xe, hệ thống giải trí của Toyota Rush cũng đã được hãng nâng cấp. Trên phiên bản đang bán ra hiện tại, Toyota Rush được trang bị màn hình cảm ứng 7 inch, kết nối điện thoại thông minh. Điều này giúp khách hàng sẽ có trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng xe. Theo báo cáo doanh số từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, Toyota Rush tuy không phải là mẫu xe bán chạy nhất song doanh số mẫu xe lại rất ổn định hàng tháng. Tính 10 tháng của năm 2021, Toyota Rush bán ra 2.243 xe, đứng ở vị trí thứ 3 khi so sánh doanh số với các đối thủ cạnh tranh như Mitsubishi Xpander hay Suzuki XL7. Tổng kết, với giá bán rất tốt ở thời điểm hiện tại, cộng với những giá trị cốt lõi đặc trưng của Toyota như bền bỉ, ít hỏng vặt, chi phí sửa chữa bảo dưỡng thấp, giá trị bán lại cao, Rush là mẫu xe rất đáng để sở hữu. Với Toyota Rush, chuyến đi của cả gia đình sẽ trở nên an toàn hơn rất nhiều trong trạng thái bình thường mới.